anh bị làm sao đây anh? Đây này, con dê bị chết rồi này. Con dê bị chết một con á? Ừ, vâng. Ôi dồi. Bị chết lâu chưa? Những cái thuốc gì vào bây giờ tự dưng ba con này là bị này. Nếu mà nó bị là phải bị cả đàn nếu mà bệnh ấy. Đúng không? Đúng rồi. Còn anh. Hai con kia thì bây giờ rất là khỏe, không bận gì cả. Nếu như mà nó là bệnh là nó lại lan sang mấy con bên kia rồi. Sâu hẳn xuống thì không à. Đây là nó mùi ấy. Rồi. Trong mặt Hưng rất là buồn này các bác ạ. Giờ để như thế này thì cái con đấy cũng 2 triệu 6 một con đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 triệu này. Anh đếm. 1, 4, 6, 8. Đùa, đây là 5 triệu. Là 5 triệu đúng không? Đúng đấy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thức phim hôm nay thì cháu Lực đi xuống nhà của hai em Hưng Thuận của bác ạ. Như cái video hôm trước thì cháu Lực chia sẻ lên là có cô bé, cô ở bên Mỹ có dành tặng cho là hai anh em là 5 triệu đồng với cô bác. Lúc mà cô bé điện cho cháu Lực thì cô muốn là cháu Lực đưa cho em Khương, để cho em Khương với lại em Hưng là hai anh em đi để đi mua dê thêm. Và hôm nay thì anh Khương cũng đã lên đến đây rồi. Thì cháu Lực cũng xuống là để trao cái phần quà tới tay cho em Khương với lại anh Hưng luôn các bác. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi video ạ. Đấy, đường của nhà các em đi thì thật sự ra phải nói cô bác ạ, một cái con đường mà rất là nhỏ thôi. Cái con đường này hầu như là cái con đường mà mòn tôi ở đây ra. Những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên, hay là ở bên kênh Hoa Cả Vàng, hay là bên của kênh Minh Khương chia sẻ lên, thì cô bác cũng đã biết rằng là cái con đường của nhà các em đi là như thế nào rồi. Còn nhà ông cụ mà sống một mình thì là ngôi nhà màu xanh xanh ở bên kia. Còn như ngôi nhà ông cụ Bái Liệt thì là ở bên góc tay phải của cháu Lực cô bác. Còn nhà em Hưng thì ở chính giữa luôn cô bác ạ. Anh dẫu rồi. Thành ra là mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì cháu Lực đều là đi vào thăm em Hưng, xong là vòng lại thăm hai ông cụ mà một mình cô bác. Đấy, hoàn cảnh của hai anh em Hưng Thuận thì lâu lâu cháu Lực đi vào thăm một lần và chia sẻ lên cô bác. Cháu Lực cũng không có chia sẻ hàng ngày, chia sẻ lên khá là nhiều cả. Đấy. Ôi, bây giờ thì tầm á? Ở khứa, tầm ở tư mai tuần này à? Tuần này tụi rằng, tìm má gì nổ, tuần này cờ à? Hai thánh á? Vẫn ở gái sau rồi tầm á? Hôm nay là cũng là một ngày chợ phiên ở dưới kia của bác. Hôm nay chỉ bị tứ bị lăng cơ này. Ở đây là các cô là chuẩn bị là đi chợ để mua một số đồ dùng để đi đám ma của bác. Ở đây thì đám ma của dân tộc Nùng thì không thể thiếu những con ngựa giấy này được. Làn răng với mày, răng đẹp đẹp. Răng trắng. Ôi. Tin mà lắng mốc hơn lúc lán cái hoa hơn nữa ăn tùng tiền ăn phá lo lấy con tay quân phải ti hơ chứ à thì má là chậu mà dân mới tàu lin à. Thế là phải đủ bộ, là có cả cái con hình dài dài của bác, cháu Lực không có biết là nói như nào mà này tầm má. Tối nay hà thích thấy cái nổ piêng bao nổ piêng ô bự vú hốc à. Cái con này là 50.000 đấy các bác, 50.000 tiền đặt bé tầm má kìa. Làm Hưng bán đi. Hưng rủ chơi.
Đấy, xa xa thì cháu Lực nhìn thấy bé Thuận này. Thuận ơi, đang làm gì đấy? Hả? Thuận đang làm gì? Đang chơi à? Đấy, xa xa thì bé Thuận nhìn thấy, nghe thấy giọng của cháu Lực thì cũng đã chạy vào đây này cô bác này. Chạy về đây thì cũng như là để đón luôn đấy. Bé Thuận thì được các bác gửi váy lên thì mặc rất là đẹp các bác ạ. Vậy cháu Lực cũng vừa mới ra đến nhà của Hưng Thuận các bác. Hôm nay thì cháu Lực nhìn thấy có cả anh Khương nữa. Không biết là mấy anh em ở dưới kia đang làm gì các bác ạ. Ôi anh bị làm sao đây anh? Đây này con dê bị chết rồi này. Ôi dê bị chết một con á? Ừ. Ôi dồi. Nó bị chết lâu chưa? Từ lúc sáng rồi, lúc sáng nay em gọi cho anh đây. Cái này mang đi mang đâu bây giờ, mang đi đâu? Em mang đi chôn thôi, trả giá này. Mang đi chôn á? Vâng. Nhưng mà sao lại từ dưng này chết được một con nhỉ? Thế hai con này là đỡ rồi đúng không? Hai con này thì đỡ rồi, con này cũng đang rất là yếu này. Đây này các bác. Con dê là hôm trước là bị 3 con này, bây giờ là 2 con là ăn cỏ lại rồi, nhưng mà có một con là bị chết rồi các bác. Đấy, cái con kia là khỏe rồi này. Con này là vẫn còn chưa khỏe lắm này. Thế nhưng mà hai con kia thì có bị vấn đề gì không hả Hưng? Con kia thì không bị. Hai con kia không bị. Ừ. Bị mỗi bên này 3 con này. Ồ. Thế là con này là không để có khỏi được à? Vâng. Trong thời gian vừa qua thì anh Khương cũng hôm nọ thì cũng mua thuốc lên rồi chứ anh? Anh mua thuốc rồi mà, nếu mà không mua thuốc là hai con này có khả năng là. Con này nó không uống hay như nào mà nó bị như thế nhỉ? Không uống anh ạ. Không uống á? Thế em có bón không? Có bón mà, nhưng mà chắc là bị nặng quá. Hôm đấy là bị con này đầu tiên ấy. Hỏi đến con này. Con này là bây giờ ăn cỏ lại con này? Ăn rất là ít luôn. Đang rất là yếu. Ôi trời ơi. Đây này, đi thăm hai con này xem nào. Thế hai con này là không bận gì đâu đúng không? Vâng. Thế hai con này là ăn cỏ rất là tốt này các bác. Là trông là rất là béo rồi. Còn ba con bên kia là bị bệnh, không biết là bệnh gì các bác. Cũng rất là buồn khi mà hôm trước thì nghe cái tin ốm thì cháu Khương có chạy ra để mua thuốc, và bây giờ con dê một con đã không khỏi được rồi các bác. Thế bây giờ thì lấy đi chôn luôn chứ anh? Ở nhà thì có vôi không Hưng? Có à, thế thì em lấy thêm một ít vôi nhá. Thế là mấy anh em mình cũng cùng nhau là hỗ trợ, là em Hưng là chắc là cái này là phải đi chôn xong là rắc vôi vào rồi anh ạ. Không, cái bảo là bây giờ là không, tự dưng này hai con này lại khỏi mà con này lại không khỏi được nhỉ? Không biết là nguyên nhân gì đấy. Em có biết là nguyên nhân gì không? Cái này em không nắm rõ được, bởi vì em cũng đi ấy, không đi vắng nhà ấy, không ở nhà ấy. Thì là cái lúc em quay lại là sáng hôm sau, ví dụ như tối hôm nay em ở nhà thì là vẫn bình thường, không là lúc sáng em đi có việc ấy. Nếu việc Hưng Thuận đi học em về đến nhà là tối là em cho cỏ là nó không ăn nữa. Là nó nghỉ ăn đến hôm em gọi cho anh ấy thì cũng được 3 hôm, nó nghỉ ăn 3 hôm. Hôm đến hôm nay là em gọi cho anh chắc cũng được 5-6 hôm rồi chứ nhỉ? Từ hôm nay là 5 hôm nay rồi. 5 hôm rồi. Đúng rồi. Cái này là cái không, này em cũng không biết được là bị làm sao thì em cũng chả dám nói năng gì. Nhưng mà nay thì có nguy cơ là có người nào về kiểu như ghen ăn tức ổ về có thể là đánh một liều thuốc gì hay là như nào không nhỉ? Đấy. Không, chưa nắm rõ được cái vấn đề này. Anh cũng đang nghi ngờ cái vấn đề đấy. Vì khi mà các cháu lên đây chia sẻ các bác thì có nhận được cái tấm lòng vàng của tất cả các bác anh chị là gửi đến cho anh em. Và bây giờ mua dê rồi thì tự dưng thì lúc mua thì rất là khỏe, nuôi được hơn 2 tuần, 3 tuần rồi là có bận gì. Mà bây giờ tự dưng lại bị bệnh như này thì thực sự là rất là khó nghĩ các bác ạ. Có khả năng là người ta là nghĩ là ghen ăn tức ở ấy các bác. Có thể là người ta lúc mà Hưng không ở nhà đấy, đúng rồi anh, thì là người ta là bỏ những cái thuốc gì vào. Bây giờ tự dưng 3 con này là bị này. Nếu mà nó bị là phải bị cả đàn nếu mà bệnh ấy, đúng không? Đúng rồi. Còn 2 con kia thì bây giờ rất là khỏe, không bận gì cả. Nếu như mà nó là bệnh nó lại lan sang mấy con bên kia rồi. Hai con bên này thì nó nhốt thác chuồng thì chắc là nó không ăn phải cái cỏ này. Đấy, nếu chỉ có trừ khi là ăn phải cái gì thôi. Nhưng mà ở đây thì em có đi lấy cái cỏ khác về không, hay là chỉ nguyên cái cỏ này không? Hay nguyên cỏ này thôi? Nguyên cỏ này với lại cỏ trong cỏ voi em chỉ cho ăn như vậy.
Đấy, cái điều này thì không có thể tránh khỏi được cô bác ạ. Khi mà gia đình mình không có ai ở nhà đấy thì hàng xóm hay là không, ở đây thì cháu Lực với lại anh Khương không nghĩ là hàng xóm hay là như nào, có người kẻ gian nào đấy trong quá trình mà được khi mà được cháu Lực với lại anh Khương hay là bạn Trình chia sẻ lên thì có người nhìn thấy là có gia đình mình có nhiều gia súc gia cầm như vậy thì sẽ có người chắc chắn là sẽ kiểu có người ghen ăn tức ở cô bác. Thế còn là hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì hôm nọ là khi mà hai anh em cũng đã điện trao đổi với nhau hết rồi. Đấy, và cháu Lực cũng xin gửi một lời chào tới tất cả cô bác anh chị đang theo dõi ở trên kênh Minh Khương TV cô bác nhé. Xin chào cô bác. Thì cái này thì mình vâng. Không thể nào là khẳng định được là nguyên nhân là từ đâu ra cả. Bây giờ mình không có cái bằng chứng gì. Thì là mình là trong là mình đang suy nghĩ là như vậy thôi, cũng không biết là từ đâu ra. Đấy, nếu như mà hôm qua ấy thì anh cũng bảo là mua cái cam để lắp ở đây, nhưng mà hôm nay lên thì nghe cái tin là con dê bị như thế thì anh cũng chạy vội vàng là cũng chưa mua được cái cam. Nếu mà có cái cam lắp ở đây thì nó sẽ tiện lợi hơn là soi được cả cái chuồng. Thì cái này anh sẽ mua cái cam về lắp sau. Còn hôm nay lên thì bây giờ mình cứ cái xử lý cái con dê này trước. Xử lý con dê ở nhà thì bây giờ có vôi luôn không Hưng? Có anh ạ. Bây giờ thì em đi lấy vôi luôn nhá, để anh với anh Khương là khanh em kia xong là những cái này thì tí anh em mình phải là rắc vôi vào một chút anh ạ. Hãy đào cực sâu vào anh em mình rắc vôi một chút. Cái này là nó chết rồi thì không thể nào là dám ăn được. Này là mình là không biết là nguyên nhân gì nên là không nên ăn. Đấy. Nên là cái này mình chôn đi, nhớ đâu bệnh tật gì thì lây sang người thì nguy hiểm lắm. Có buồn không hả Thuận? Khó. Khó à? Hôm nay may ra thì ngày cuối tuần lên thì cũng gặp em Thuận này các bác. Em Thuận là năm nay thì khi mà cháu lên chia sẻ thì cũng có nhận được rất là nhiều một tấm lòng vàng tất cả với bác anh chị gửi đến ấy, thì bây giờ mua được mấy con dê cho hai anh em mà bây giờ bị thế này thật sự là cũng không biết là như nào nữa các bác ạ. Đấy, bây giờ cái món quà mà cháu Khương lại tiếp tục nhận được ấy thì cũng khá là nhiều, nhưng mà bây giờ dê như này thì tí cháu với cả Hưng sẽ tìm phương án tiếp theo. Nếu như mà Hưng mà tiếp tục nuôi được ấy thì cháu sẽ mua thêm, nhưng mà không được thì cái này thì cháu cũng phải xin ý kiến của tất cả các bác anh chị để xem tính phương án là cho em Hưng Thuận thế nào các bác. Thế bây giờ mà tiếp tục mua lên như này thì lại bị như này thì thực sự là những cái đồng tiền mà tất cả các bác anh chị là yêu mến hai anh em mới gửi cho bây giờ nuôi mà không thành công thì cũng rất là phí. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ xử lý cái này đi nhỉ. Đây. Bây giờ dê thì cũng rơi vào tầm đó là độ tầm không lấy cây đi nhỉ, xuyên đi nhỉ, hay là em gánh đi. Hả? Cái sọt đi à? Cái sọt này em không gánh được đâu, cái này thì đau lưng. Đây, để thay kia. Em ra đấy đi. Em đã gánh rồi. Này phải chôn xa nhà một chút. Này ở dưới kia có cái rừng nào mà ít ai qua không Hưng? Có. Có à? Thế thì anh em mình đi xuống ấy. Không, nhưng mà cái đất kia không phải đất của nhà ấy. Đất của nhà. Thế đất của nhà mình thì ở tầm đoạn nào mà ít người mà qua lại ấy? Đi xem đường nào mà người ít qua lại thì mình chôn xa đường tí. Đi xuống đường này này em. Vôi thì vừa rồi em để đâu? Đây à? À đây. Anh em mình phải rắc cả thêm vôi vào chứ không là còn cái đôi nào nữa không? Vét của em ấy. Hết rồi á? Thì cũng rách hết rồi. Hôm nay lên thì khi mà mấy anh em mà lên chia sẻ thì nghe được cái tin này thì cũng khá là buồn anh ạ. Đang là anh phải để cái ba lô ở đây, tôi sẽ vác đi lắm. Nặng quá. Trong đây có đồ gì quan trọng không anh? Đồ thì ở gần nhà thì nhà không có ai nhà nhỉ. Không có ai ở nhà đâu anh ạ. Ấy ở tầm góc ấy được không ạ? Đây có phải đất nhà mình không ạ Hưng? Ơn. Ở nhà thì vừa rồi lấy một cốc cuốc lên thôi à? Nhưng mà ở đây có phải đất của nhà mình không? Không phải, nhưng mà chắc chú cũng chả nói đâu mà. Chôn cái này. Chôn này thì không phải sợ chú nói đấy, hay là anh em mình đi vào tầm mà độ rừng mấy cái kìa. Kia thì sợ người ta nói anh ạ. Thế này, nhưng mà ở đây là được đúng không? Thế thì nếu mà ở đây được thì bây giờ cũng xa nhà rồi, ít người đi lại rồi, anh em mình xử lý luôn ở đây cũng được anh ạ. Cuốc vừa rồi cầm mỗi cuốc nhỏ thôi mà Hưng. Vâng. Ở nhà thì còn cái nào không hả Thuận? Còn, nhưng mà nó bị hỏng gần hết anh ạ. Anh em mình thay nhau mà cuốc thôi, chứ để mà một mình cuốc thì nó cũng
cái này là mình phải chuôn sâu xuống ấy, không là đúng anh, để như này là tới nữa là nó mùi lên ấy, không chuôn sâu ấy. Thực sự là buồn các bác ạ. Đấy, cũng mong làm sao để hai anh em có cái kinh tế tại gia đình mà bây giờ mua được 5 con dê mà mất một con rồi. Đấy. Trước là tính là đấy các bác cũng chia sẻ lên là muốn là cho hai anh em hưng thuận là ở nhà để kinh tế tại nhà là bây giờ là từ từ đấy, từ từ nhé. Ở nhà chăn dê đấy. Là có thể là vừa chăm sóc hưng thuận nữa. Thì bây giờ con dê bị như thế thì cháu cũng không dám ở nước dê nữa. Thì sẽ tính lại phương án tiếp theo làm sao để cho hợp lý nhất đấy các bác. Có thể nếu như mà cứ như vậy thì có thể là chuyển sang cái con vật khác các bác, có thể là con bò hoặc là con trâu một con. Thế bây giờ để mà nuôi dê nữa thì cũng cứ như này thì cũng không biết đường nào một lần các bác. Nếu mà không ở nhà mà không làm những cái công việc này thì Hưng là không biết đi đâu làm gì ấy các bác, cũng rất là sốt ruột đấy. Còn mấy lần là có một lần là bị lừa sang Trung Quốc ấy các bác. May là ngày hôm đấy thì là đến trên nào, để anh em một lúc đi. Vâng. Hai anh em mình thay nhau một lúc. Điện thoại hết pin, cả bên Trung Quốc là không ra đón được. May là cháu mới cả trình là lên trên đấy để đón được về các bác. Còn lần thứ hai là cũng theo bảo là đi sang Campuchia. Nhưng mà ra đến trấn có phải thì cũng nghe là tin là Hưng là sang bên Campuchia làm đấy hộ chiếu các bác. Các bác cũng biết là sang bên Campuchia là không phải là có việc tốt rồi. Không làm được giấy tờ hay là không làm được giấy tờ, các bác không làm được giấy tờ là vấn đề đấy là khó rồi. Và bây giờ là không biết là em đang ở phương trường nào rồi. Chính là cô gái là làm để cho anh em cái công việc tại nhà bây giờ như thế rồi. Không biết là như nào nữa các bác. Cái này em phải đào sâu xuống em ạ. Đấy, mình đào nó to ra không sâu được anh ạ. Thôi đừng có vứt xa quá. Để chạy này thôi. Xong là tí mình còn lớp vào mà. Mệt thì không có làm. Rồi, anh em mình thay nhau làm một tí thôi. Hiện tại thì cũng có một cái cuốc ấy. À, hộ anh tí nữa. Đấy, cuốc một tí thôi, cảm thấy là khá là nóng rồi các bác ạ. Thế còn là những công việc mà khi mà dê nó bị như thế này các bác, thì anh em cũng đã tìm hiểu qua là mình sẽ phải chôn luôn và đào cực sâu. Thành ra là sau đó là mình rắc thêm một chút vôi vào. Đấy, đừng buồn nhá, thận nhá. Các em à, đường mấy cân à? Ui, được khoảng 15 cân không? Ui, xa ra tí cuốc vào mặt đi kìa. Đấy, em Thuận thì thực sự rất là đáng yêu các bác ạ. Đấy, rất là biết điều. Một càng ngày lớn lên này, càng xinh rồi. Đúng rồi, năm nay có được 7 tuổi nhưng mà rất là biết điều này. Em mới gội đầu xong à? Dạ. Tóc ướt thế. Cái này gội đầu xong là phải sấy lên cho nó khô, không là ốm đấy. Có máy sấy chưa? Dạ. Có không? Có máy sấy cho tóc không? Dạ. Chưa có đúng không? Hôm nay anh mua lên cho một cái nhá. Tắm xong gội đầu xong là phải sấy nó khô, không là để mùa đông này như thế, để như thế là ốm đấy. Tóc còn cháy không? Còn. Còn á? Anh xem nào. Hay là cào trọng đi, đỡ phải có cháy nhỉ? Đây để mệt chưa? Để anh cuốc tí. Thế vừa rồi thì được anh Khương với lại em Hưng chia sẻ của bác. Bị 3 con thì 2 con còn lại là chạy chứa. Phải nói là tốn cũng rất là nhiều công sức và cái thuốc men đâu, thuốc men thì 2 con thì hiện tại là đang cỏ một chút rồi. Còn có một con thì hiện tại là vẫn còn đang là vẫn hơi bị yếu yếu một chút của bác ạ. Còn một con còn lại thì con này thì không có qua khỏi được rồi. Thì mấy anh em sẽ tiến hành là đi vào và chôn. Thế bây giờ thì không biết là cái lý do gì tại sao nó là chết thì mấy anh em sẽ không có dám dùng để ăn được. Nó mùi ấy. Chôn ở đây có đây thì ít người qua lại rồi thành ra là cũng không có vấn đề gì đâu anh ạ. Đây là cái chỗ mà
tại chỗ này thì nó cũng rơi vào một cái hùm rồi. Chắc thế thôi anh ạ, tầm sâu này thôi, nó chỉ sâu được tầm độ hơn 1 mét thôi, gần 2 mét là được rồi. Cho vào xem nào. Rắc cả ít ra vô là một tí nữa anh ạ, rắc vào trên nó luôn. Rồi, đây rồi. Anh ạ, bây giờ anh... khá là đáng buồn của bác ạ, ở đây là cả cái tấm lòng của cô bác gửi tới cho hai anh em Hưng Thuận. Nhưng mà cái điều như vậy thì không ai muốn cả và cũng không thể tránh khỏi được. Ý mình rác thêm bên trên một tí. Vâng. Trong mặt Hưng rất là buồn các bác ạ. Nhờ để như thế này thì cái con đấy cũng 2 triệu 6 một con đấy. Con đấy nếu mà không bị bệnh là con này là sắp đẻ đấy. Hôm trước mua là cũng to đấy, sắp đẻ đấy, để mà 1-2 tháng là đẻ rồi. Hôm nọ em xuống thì Hưng bảo là có bao nhiêu con là nó sắp đẻ Hưng nhỉ? Có một hình như là một con này hay là con trên ở nhà đấy, còn một con ở nhà đúng không? Chuồng bên kia, chuồng bên này. Chuồng con to hơn đấy đúng không? Đúng. Cái con này thì nếu mà để mà nuôi độ tầm mà sang năm sau là có thể là nó có dây con rồi các bác ạ. Từ ấy hết lên đi. Cào hết cả vào. Cái này tí em phải rửa đi nhá, để lúc nãy để cái kia vào là mình phải rửa đi. Xong này cho cái này lấy cỏ đi cho nó ăn, nó lại lây sang này rửa đấy. Vâng. Rửa sạch ra đi. Bây giờ cái sọt này cũng là để cỏ cho dê ăn. Ở đây thì bây giờ chưa biết là nó là bệnh gì thì mình cứ phòng tránh trước đã. Đúng rồi. Đấy, nếu mà nhưng mà theo anh em mình suy đoán từ đầu là nếu mà nó bị bệnh là nó phải lây ra 2 con kia nữa. Đúng rồi. Nếu mà bị bệnh là nó lây cả đàn rồi. Bây giờ tự dưng lại 3 con, chuồng bên này là nó bị mà 2 con bên kia thì không bị. Đấy cũng rất là không biết là đường nào một lần đâu, không biết là bệnh hay là như nào đâu. Ở đây thì thực sự là nhiều người rất là ghen ăn tức ở là cũng có. Mình không thể là mình chỉ tên ai, nhưng mà những cái vấn đề đấy thì anh cũng đi nhiều, anh biết mà. Đúng rồi anh. Đấy như hai ông cháu của Quyết ấy. Bây giờ thì mình làm nhà cái là mẹ của Quyết lại quay về anh. Đấy lại bỏ ra là bảo là hôm trước phải ra đấy, ra xong rồi ngày dưới nhà mà không ở đấy mà giúp ông luôn. Mà chả biết là ra với mục đích gì. Nói là ở đây thì là các bác ở trên vùng cao thì hầu như là đi học ít, thành ra là người ta không có biết về cái kiểu như là anh em mình đang làm hiện tại cả. Thành ra là lúc mà nghèo khổ thì bỏ đi, lúc mà có ăn thì quay trở lại. Đây, ở đây thì anh em cũng không có biết thêm, không có biết về cái phương thức này cho lắm cô bác. Và cũng search ở trên mạng, cũng có hỏi các anh y tá trưởng bản ở thôn, là các anh thú y cô bác, hỏi rằng nếu mà bây giờ có con vật nào mà bị không biết bị làm sao thì cứ mang chôn đã. Xong rồi thì chỉ cần rác vôi vào là như vậy là được rồi. Vâng. Ngày hôm nay thì cháu Khương ra đến đây thì cũng rất là may mắn có cả em Lực là ra đây, hai anh em có gặp nhau các bác ạ. Cũng khá là lâu rồi thì anh em cũng không gặp nhau, ngày hôm nay thì gặp nhau tại nhà Hưng Thuận. Thứ nhất là cũng là được em Hưng là liên lạc với các cháu, thì bây giờ có cả hai anh em ở đây rồi. Và ngày hôm nay thì cháu cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý cô bác anh chị trên kênh Bản Em, có thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống các bác nhé. Bây giờ thì anh em mình lên nhà thôi nhỉ. Bây giờ anh em mình lên nhà đó. Hôm nay thì trước khi xuống thì anh em mình đã điện với nhau là em cũng bảo là có một phần quà của một bác đã gửi tới cho em Hưng Thuận đấy, hai anh em Hưng Thuận đấy. Đây ở đây thì cháu Lực với anh Khương thì lần này là
À, hình như là lần đầu tiên anh em mình lên sóng với nhau là lần đầu tiên đúng không anh? Anh gặp ở nhau thì gặp hàng nhiều lần rồi các bác ạ. Thời tiết thì như kiểu là sắp vào mùa đông luôn cô bác. Thời gian này thì độ tầm 2-3 ngày nữa hay là một tuần nữa thì nó sẽ rét hẳn rồi. Và phải nói là nếu mà ở trên là vùng cao rét thì cực kỳ mà rét buốt luôn cô bác. Anh em mình đi rửa tay cái là em cũng gửi cái phần quà đấy cho anh chút anh ạ. Cái cỏ này là như kiểu cỏ dại, quả rừng nữa anh, cỏ dại ấy. Đấy nhà mình lấy cỏ trồng kia thì còn sợ, chứ còn cái cỏ này là cỏ tự nhiên thì cũng không thể là người ta có không thuốc gì ấy. Đúng rồi anh. Nên là cũng không ảnh hưởng đến. Như kiểu nếu mà bây giờ mình đi cắt ra cái cỏ ở ruộng nhà người ta thì sợ là người ta đang trong quá trình phun thuốc ấy, mang về, nhưng mà ở đây là em Hưng là em ấy đi vào trong rừng để lấy được về cô bác thì không có sợ là cái điều đấy cả. Bây giờ thì mấy anh em sẽ phải là bàn luận thêm thật kỹ thì mới đưa ra cái phương án mà nó như thế nào, tại sao dê lại bị như vậy các bác ạ. Cái nhà vệ sinh này thì cũng được anh Minh Khương, cái nhà tắm các bác cũng được anh Minh Khương là hay anh làm cho hai anh em, thì bây giờ hai anh em lúc mà đi tắm ấy thì còn có chỗ để mà che. Hôm nay xuống thì gặp hai anh em Hưng Thuận có chuyện này cô bác, phải nói thật sự là khá là đáng buồn cho hai anh em khi mà cả cái tấm lòng vàng của cô bác anh chị gửi tới cho hai anh em lại cái điều này nó xảy ra đối với hai anh em thì đấy. Còn là rất là may là chỉ có một con là chết thôi, nếu mà chết cả đàn thì nói là chỉ có bây giờ thì anh Khương anh đang xem lại thêm một lần nữa ký của bác để cho nó xem là nó bị làm sao mà nó lại dần đến cái câu chuyện là như vậy. Ôi. Con là đằng sau anh là yếu hơn này, con đấy là ít nhảy rồi. Con này hơi yếu này, con này anh cũng đang ngại lắm này. Con này bây giờ là đang nằm luôn rồi này. Đây, dậy chưa nào. Con này cũng yếu lắm các bác ạ. Ê. Con này là bụng rất là to này. Rất là nguy hiểm đấy các bác này. Hình như là nó không tiêu hóa được sao anh ạ? Đúng không? Sao bụng như là bụng nó căng nó không tiêu hóa được hay sao? Phân của nó thì vẫn là không bị làm sao đâu mà, nhưng mà bụng nó to này, con này cũng to phình luôn. Đấy, nguy cơ là cái con kia này của bác này bây giờ thì con kia thì khá là nguy hiểm. Con này hình như là khá là yếu rồi. Đấy, bụng to phình luôn các bác. Còn có thấy nó ho nữa các bác. Đấy, con này thì khỏe rồi. Con này có khả năng là đỡ rồi các bác. Con này đang chửa rồi này các bác. Còn hai con bên này thì rất là khỏe. Rất là đẹp các bác. Đây, một vàng. Bây giờ thì tí nữa
Từ từ sao anh để tính cái phương án là tốt nhất thôi. Để anh ra đi. Anh. Ấy. Hen như kiểu bị hen đấy nhỉ. Nó là như kiểu là bị này đóng như nào đây? Đây đúng không? Đây xuyên từ đây lên. Cái chuồng này thì hôm nọ là anh Khương với lại em Hưng làm thì phải mới biết là cái mật khẩu mật mã để mở được các bác ạ. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ đi vào nhà và gửi cái phần quà tới cho hai anh em Hưng Thuận của bác. Đây, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã xong cái việc mà đi chốt cất cái con dê của bác. Con đấy thì rất là không may là nó bị không có khỏi. Và vừa rồi thì cháu Lực với em với anh Khương đi thêm một vòng nữa để xem con dê kia. Cái con dê kia thì một tí Hưng là phải để ý thêm rồi nhỉ. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng có đem cái phần quà mà cô bé cô có gửi cho cháu Lực. Đáng nghe ra là bây giờ pin sẽ vào hiền. Đáng nghe là cháu Lực gửi từ mấy hôm nọ rồi, nhưng mà do là hôm nọ anh Khương cũng có đi ở dưới nhà hai ông cháu kia đúng không anh? Đúng rồi. Công công trình anh thời gian là anh dồn xuống nhà hai ông cháu nhiều hơn vì thời gian này là đang cho máy vào để đào nền với cả dỡ nhà nữa. Hôm nay mấy anh mới rảnh là lên đây một ngày thôi. Mai lại phải xuống dưới kia rồi. Thế thì hôm nay thì hai anh em mình trước khi lên anh em cũng điện cho nhau trước rồi. Thì em cũng gửi cái phần quà này tới cho anh luôn. Ở đây là cô bé cô gửi cho em là tất cả là 5 triệu là 200 ngàn. Đấy. Còn 5 triệu thì sẽ là cho vào Hưng để mua dê. Nhưng mà cái còn tình trạng như vừa rồi thì anh cân nhắc xem nếu mà mua được thì anh dùng tiền này để anh đi mua dê. Còn là không được thì anh sẽ lại chia sẻ lên trên kênh và nói cho các bác cùng biết anh nhé. Cái này có phải là cái món quà mà hôm trước là cũng có một bác là gọi cho anh. Vâng. Là bây giờ thì cả em cũng có nhận phần quà của bác ấy. Vâng. Thì là bác bảo là bây giờ chuyển vào một người rồi. Vâng. Thì là có phải là của bác đấy để gửi cho anh không nhỉ? Gửi cho Hưng Thuận không? Đúng rồi anh, là cô bé đấy. Cô bé à? Đấy vâng, cái là 5 triệu thì bây giờ em sẽ gửi cho anh là 5 triệu trước nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 triệu này, anh đếm nữa. 1, 4, 6, 8, đùa, đây là 5 triệu. Là 5 triệu đúng không? Đúng, đây là 5 triệu. Vâng, cái khoản 5 triệu này thì anh em mình vừa nói đấy. Còn đây là 200 ngàn thì là bác gửi cho anh là để đổ xăng. Bác là có cả phần quà anh nữa. Có anh ạ, đây cũng có cả của em, có cả của anh. Là 5 triệu 2 nhỉ? Của em thì bác gửi cho em lâu rồi, nhưng của anh thì bây giờ mới gửi. Và cháu Lực cũng xin thay mặt hai anh em là Hưng Thuận gửi một lời cảm ơn tới cô bé. Chúc cô cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cô trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng bản em của bác nhé. Trong thời gian qua thì cô cũng gửi cho cháu Lực từ độ tầm 2 tuần trước rồi. Thì do là anh em không có gặp nhau được thì đến thời điểm hiện tại, đến hôm nay thì cháu Lực mới gặp anh Khương và trao cái phần quà tới cho anh Khương với lại em Hưng của bác. Thế bây giờ thì cái số tiền mà bác có gửi qua kênh của bản em và gửi đến cho hai anh em là mua dê. Và ngày hôm nay thì cháu cũng có em Lực là ra đến tận đây và đưa số cái tiền mặt là hiện tại cháu có nhận được là 5 triệu 200, là 200 nghìn là cho cháu Khương là tiền đổ xăng các bác. Thì cũng rất là vui khi mà nhận được những cái phần quà của tất cả quý các bác anh chị gửi đến cho anh em cũng như là cháu Khương. Thì cái này là phần quà của cô bé, là trước cô cũng có gọi cho cháu Khương rồi. Bây giờ thì nếu mà gửi thì gửi một người thôi, thì hai anh em thử khác là liên lạc với nhau và trao cái số tiền đấy cho nhau. Thì cái này thì anh xin phép là anh cầm là anh sẽ cho vào quý để bây giờ thì cái số tiền mà anh nhận được của hai anh em mua dê thì cũng khá nhiều, anh sẽ cho vào quý để tính toán làm sao để anh mua thêm dê hoặc là tính những phương án khác ấy. Thì cháu cũng cảm ơn đến cô bé rất là nhiều. Cô đã gửi những cái phần quà đến cho hai anh em Hưng Thuận và cả phần quà của cháu nữa. Chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cô nhé. Đấy. Còn Hưng thì cũng gửi một lời cảm ơn tới cô nhé. Vâng ạ. Con cảm ơn cô bé, con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cô ạ. Hôm nay thì đáng nghe ra là nếu mà không có sự việc hôm nay cô bác thì có thể là sang thêm 1-2 ngày nữa anh Khương lại tiếp tục đi mua thêm dê
Nhưng mà bây giờ anh Khương sẽ phải lại phải thêm cân nhắc lại thêm xem là lý do tại sao dê nó lại như vậy cô bác. Còn là cái thời lượng phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác. Cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào các ông các bà. Chào các bác nha.